sư Đặng Huy Đức trên đường McFadden thuộc thành phố Westminster miền Nam Cali đã có buổi gặp gỡ rất cảm động giữa võ sư Đặng Huy Đức và võ sư Nam Tê Hy, người Đại Hàn, là thầy dạy môn Taekwondo cho ông cách đây 50 năm. Theo tài liệu của võ đường chúng tôi được biết, giáo sư võ thuật Đặng Huy Đức có bằng huyền đai đệ cửu đẳng của Liên đoàn Taekwondo quốc tế, trưởng môn sáng lập môn phái Kwan từ năm 1963 tại Việt Nam, vô địch đai đen 1966, vô địch châu Á 1969 tại Hồng Kông, là đấu thủ duy nhất thắng 3 huy chương vàng về quyền, đấu và công phá. Nhân dịp này, chúng tôi có ít phút trao đổi với võ sư Đặng Huy Đức. Cách đây 50 năm, năm 1959, tức là trên 50 năm rồi, thì cái phái đoàn đầu tiên, phái đoàn Đại Hàn đã qua Việt Nam để biểu diễn tại sân Tao Đàn, tức là lúc đó thời đệ nhất Cộng Hòa, tức là Tổng thống Ngô Đình Diệm sang bên Đại Hàn, viếng thăm Đại Hàn và đi thăm với quân đội Đại Hàn, thì thấy tất cả những binh lính Đại Hàn biểu diễn võ Taekwondo thì rất là mạnh và có cái tinh thần rất là quả cảm. Do đó, Tổng thống Đình Diệm đã mời cái phái đoàn đó để qua bên Việt Nam để huấn luyện cho các binh lính Việt Nam từ năm 1962. Và tôi là cái người lúc đó còn trẻ, thành ra được học ngoài dân sự, có hai cái lớp đầu tiên là để đào tạo huấn luyện viên cho Việt Nam của mình, tức là trong quân đội và ở ngoài dân sự, thì tôi học cái lớp ở ngoài dân sự là cái lớp đầu tiên mà phái đoàn Đại Hàn do thầy Nam Tê Hy đã qua năm 1962. Dạ, thưa võ sư, vậy ông theo học của võ sư Nam Tê Hy trong khoảng thời gian là bao lâu? Dạ, cái khóa đầu tiên, tức là khóa 1 đó, thì song song với lại việc huấn luyện trong quân đội, thì trong quân đội thì học một ngày người ta phải học 5 tiếng, tức là full time, để một năm thì ra đai đen. Và ở ngoài dân sự thì chúng tôi chỉ tập 2 tiếng thôi, là buổi tối, buổi chiều. Và sau một năm thì ở trong quân đội, mặc dù là có hơn 100 võ sinh cũng như ở ngoài cũng 200 võ sinh, nhưng mà lúc tốt nghiệp đai đen thì ở trong quân đội có 6 người đai đen và ở ngoài dân sự có 3 người đai đen. Ở dân sự, cái người đai đen đầu tiên là tôi, võ sư Nguyễn Long Vân và võ sư Nguyễn Bình. Hiện nay võ sư Nguyễn Bình cũng có võ đường ở bên Texas. Dạ, thưa võ sư, cái môn phái mà của võ sư Nam Tê Hy là môn phái Taekwondo. Dạ đúng vậy, môn phái Taekwondo. Thì trong cái môn phái Taekwondo nó có hai cái phái. Một cái phái là nó kêu là ITF, tức là International Taekwondo Federation, và phái là WTF là World Taekwondo Federation. Thì chúng tôi thuộc cái môn phái ITF, tức là môn phái do thầy Nam Tê Hy và thầy Choi Hong Hee. Thì thầy Choi Hong Hee đã mất, tức là trung tướng Choi Hong Hee đã mất, là sư tổ của môn phái Taekwondo ITF. Và võ sư cho biết để được mang đai đen, các võ sinh phải tập luyện trung bình là 3 năm. Thì nếu mà học cái khóa bình thường nữa, thì trung bình là một võ sinh học muốn lên đai đen thì phải đòi hỏi sự luyện tập là 3 năm. Nhưng mà đây là chương trình gọi là cái khóa, thành ra cái thời gian tập mỗi ngày nó nhiều hơn. Chẳng hạn như trong quân đội thì tập một ngày 5 tiếng, còn ngoài dân sự thì tập everyday và mỗi ngày 2 tiếng. Do đó khi mà tốt nghiệp á, ở trong quân đội chỉ có, mặc dù là có cả 100 người, ở ngoài cũng vậy, nhưng mà lúc tốt nghiệp trong quân đội chỉ có 6 người, và ở ngoài dân sự là chúng tôi có 3 người, là võ sư Nguyễn Bình, võ sư Nguyễn Long Vân và chính tôi. Dạ, thưa võ sư, học với cái môn phái Taekwondo của võ sư Nam Tê Hy, với những cái võ sư khác, thưa ông, trong cái khi mà mình học như vậy đó thì các bài học nó có khác nhau không giữa các võ sư? Dạ không, giống nhau hết, tức là học từ đai trắng lên tới đai đen để thi đai đen, tức là học 8 bài quyền, tức là giống nhau hết. Và khi thi đó thì mặc dù là thi mấy trăm người, nhưng mà trong quân đội chỉ được 6 người tốt nghiệp đai đen, huyền đai này nhất đẳng. Và ngoài dân sự cũng vậy, có hàng trăm người tập, nhưng mà lúc tốt nghiệp chỉ có 3 người thôi.
là chính tôi, võ sư Nguyễn Long Vân và võ sư Nguyễn Bình, hiện nay có võ đường ở bên Texas. Và phái đoàn của võ sư Nam Tê Hy cùng hai võ sư Đại Hàn đã tới, được sự đón chào của gia đình võ sư Đặng Huy Đức cùng các môn sinh. Chương trình được bắt đầu sau lời cầu nguyện cho buổi họp mặt của võ sư Đại Hàn, đồng thời cũng là một mục sư, là lời chào mừng bằng Anh ngữ của võ sư Đặng Huy Đức. Ông nói đại ý, đây là một cuộc gặp gỡ đầy hạnh phúc sau 50 năm tìm lại được người thầy là võ sư Nam Tê Hy, và ông rất vinh dự là môn sinh của thầy. Nhờ được sự dạy dỗ đó mà sau này ông đã đoạt được nhiều huy chương vàng, và hôm nay ông rất vinh dự chào đón người đã khai sáng ra môn võ Taekwondo tại Việt Nam. Great Grandmaster Nam Tê Hy. Ladies and gentlemen, my dear students, I have waited for this day for 50 years. It is with great happiness and honor that we welcome Great Grandmaster Nam Tê Hy to our academy today. Great Grandmaster Nam Tê Hy is known as the father of Taekwondo in Vietnam. In 1962, 50 years ago, I had the honor of being his student, of being his Vietnamese son. Great Grandmaster is a living legend. I am his legacy. You are his legacy. Because of his teachings, I became the national champion of Vietnam in 1966, an Asian champion in 1969, and my student went on to win many national championships as well. In 1962, Great Grandmaster Nam Tê Hy said something to me that I will never forget. He said, 20 years from now, if I see a group of students perform a pattern, I will be able to recognize which student is your student. Today, we will ask the Great Grandmaster if that statement holds true. Later today, my student will have the great honor of performing the three patterns the Great Grandmaster designed. Number one, Horan. Number two, Chung Wu, and number three, O Chi. Great Grandmaster Nam Tê Hy, the father of Vietnamese of Taekwondo, it is our honor to welcome you today. Thank you. Đáp lại lời của võ sư Đặng Huy Đức, võ sư Nam Tê Hy cho biết, ông rất vui mừng và vinh dự được gặp gỡ tất cả mọi người tại nơi đây. 선수 여러분, 오늘 여러분들을 인둑 태권도 학교에서 만나뵙게 된 것을 매우 기쁘게 생각하는 바입니다. I am so happy and honored to see all of you here together. 오늘 여기 와서 볼채 인둑 태권도 학교가 미국 각지에서 가장 우수한 학교라는 것을 여러분 앞에 말씀드리고 싶습니다. As I see you, I sense that your Taekwondo school is one of the best and quality schools in the United States. 오늘 들어오면서 보는데 그 예의 법들이 매우 훌륭했습니다. As I entered this school, I see all of you, your attitudes, and your respect and humility.
That was a very touching to my heart. 이런 학교를 통해서 태권도 선수들이 미국 각지에 보급되고 알려져서 더욱더 태권도가 전 세계화 되는데 큰 도움을 가져올 것이라는 것은 확신에 맞지 않습니다. I'm sure that through this school of Taekwondo will cause to spread all of the United States, not only the United States, but also all of the world. 두 개 가리키는 태권도 기술이라는 것은 내가 가장 믿고 신뢰할 수 있는 동작을 여러분께 가르쳐준 것으로 생각해서 저는 매우 기쁘게 생각하면서 이 학교를 오늘 방문하게 된 것입니다. I'm very happy to visit here again, and especially I created some movements effective for defense and offense, and I'm looking forward to see that through you today. Kế đến, võ sư Đặng Huy Đức trao cho võ sư Nam Tây Hy tấm hình hai thầy trò đã chụp chung với nhau cách đây 50 năm.